Những vua chúa đánh trận siêu đẳng trong Sử Việt phần 3. Bên cạnh những cuộc kháng chiến oai hùng chống lại kẻ xâm lược, các vua chúa Việt cũng có công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước. Lê Thái Tổ. Lê Lợi sinh năm 1385 ở vùng đất Lam Sơn, Thanh Hóa, vào cuối đời nhà Trần, giai đoạn lịch sử rối ren của đất nước. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất nhà Trần, tự lên làm vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ. Năm 1407, nhà Hồ sụp đổ trước sự xâm lược của quân Minh, nước Việt một lần nữa nằm dưới sự đô hộ của phương Bắc. Năm 1418, Lê Lợi đã cùng những hào kiệt đồng chí hướng chính thức phất ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn, kêu gọi dân Việt đồng lòng đứng lên đánh đuổi quân xâm lược Minh cứu nước. Trong những năm đầu tiên của khởi nghĩa gặp nhiều khó khăn, Lê Lợi và nghĩa quân thường phải lẩn trốn trong rừng núi. Đến năm 1424, khi quân lực được củng cố, Lê Lợi quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. Sau nhiều trận đánh, đến cuối năm 1425, ông làm chủ toàn bộ đất đai từ Thanh Hóa trở vào, các thành của đối phương đều bị bao vây. Từ tháng 8 năm 1426, Lê Lợi cho quân tiến ra Bắc, đội quân của ông thắng lớn ở Tốt Động, Chúc Động và Vi Hãm thành Đông Quan. Cuối năm 1427 thì vua Minh điều một lực lượng viện binh lớn sang nước Việt. Lê Lợi chủ động đánh chặn các đạo quân này và giành thắng lợi lớn trong trận Chi Lăng Xương Giang. Các cánh viện binh còn lại nghe tin hoảng hốt rút lui về phương Bắc. Sau thất bại này, quân Minh xin giảng hòa để rút quân. Lê Lợi muốn giữ hòa khí nên đồng ý để quân xâm lược về nước và sai Nguyễn Trãi thảo bài Bình Ngô Đại Cáo để báo cáo cho thiên hạ biết về việc đánh quân Minh. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, tức là vua Lê Thái Tổ, chính thức dựng lên vương triều nhà Lê. Ông khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô ở Thăng Long và đổi tên Thăng Long thành Đông Kinh vào năm 1430. Lê Thái Tổ băng hà năm 1433, hưởng thọ 49 tuổi. Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1497, tên thật là Lê Tư Thành, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà hậu Lê. Tư Thành là con thứ 4 của vua Lê Thái Tông và bà Tiệp Dư Ngô Thị Ngọc Giao. Ông lên ngôi năm 1460 sau cuộc đảo chính do Nguyễn Xí và Đinh Liệt cầm đầu giết chết vua Lê Nghi Dân. Trong thời gian trị vì thì Lê Thánh Tông nổi tiếng là vị minh quân, người đã đưa Đại Việt lên tới hàng hoàng kim của chế độ phong kiến. Ông đã để lại nhiều dấu ấn trong phương diện quân sự trong lịch sử Việt Nam. Sau khi lên ngôi thì vua ra sắc chỉ đầu tiên là chỉnh đốn lại quân đội để tăng cường khả năng bảo vệ đất nước. Ông thường thân chinh đi tuần phòng ở các vùng biên ải xa xôi, trở thành tấm gương tốt cho các quan phụ trách võ bị. Vũ khí quân sự dưới thời Lê Thánh Tông đã có tiến bộ vượt bậc do vốn có các kỹ thuật, sáng chế cùng kỹ năng chế tạo vũ khí cực kỳ tinh xảo của Đại Việt thời nhà Hồ. Kết hợp với số vũ khí khá tân tiến thu được trước đây trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, đó là cơ sở để vua Lê Thánh Tông giành những thắng lợi quan trọng trong các hoạt động quân sự của mình, đó là công cuộc Nam Tiến, mở mang bờ cõi Đại Việt bằng cách đánh chiếm kinh đô của Vương quốc Chiêm Thành năm 1471, sáp nhập một phần lãnh thổ của Chiêm Thành từ đèo Hải Vân tới Bắc Phú Yên ngày nay vào Đại Việt. Đồng thời có cuộc hành quân toàn thắng về phía Tây, đất nước vào năm 1479. Vào năm 1497 thì vua Lê Thánh Tông băng hà vì lâm bệnh nặng. Chúa Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng sinh năm 1525 và mất năm 1613, là con trai thứ hai của An Thành Hầu Nguyễn Kim, sinh ra ở Thanh Hóa. Ông là vị chúa đầu tiên trong số 9 chúa Nguyễn trước khi nhà Nguyễn hình thành. Dưới triều Lê Trung Hưng, Nguyễn Hoàng là một tướng tài lập nhiều công lớn. Năm 1545, cha ông là Nguyễn Kim bị Dương Chấp Nhất đầu độc. Quyền lực trong triều rơi vào tay anh rể ông là Trịnh Kiểm. Sau này, anh ruột của ông là Nguyễn Uông bị Trịnh Kiểm giết. Do lo sợ bị sát hại, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa, tức là khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay. Vào năm 1558, ông cùng gia quyến và một số người thân dân Thanh Nghệ đi vào Nam. Ông xưng chúa lập thủ phủ ban đầu là xã Ái Tử, huyện Đăng Xương, nay thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Từ đó cho đến đầu những năm 1600, Nguyễn Hoàng lo phát triển và củng cố lực lượng, từng bước
trở thành một thế lực độc lập với họ Trịnh. Và để mở rộng bờ cõi, vào năm 1611, ông đã thực hiện cuộc Nam Tiến, chiếm đất từ đèo Cù Mông, Bắc Phú Yên đến đèo Cả, Bắc Khánh Hòa và cả vương quốc Chăm Pa đang suy yếu, lập thành phủ Phú Yên. Trong thời gian Nguyễn Hoàng tiến thành Nam Tiến, Giang Sơn họ Nguyễn trải dài từ đèo Ngang, Hoành Sơn, Nam Hà Tĩnh tới núi Đá Bia, tức là Thạch Bi Sơn, bây giờ là vùng cực Nam Phú Yên. Các sử gia đời sau coi Nguyễn Hoàng là người đầu tiên trong phong trào mở rộng bờ cõi đất nước xuống phía Nam, mở đầu cho việc hùng cứ phương Nam của chính chúa Nguyễn, tạo tiền đề cho việc thành lập vương triều nhà Nguyễn. Năm 1613 thì ông lâm bệnh nặng và qua đời, nhà Nguyễn sau này truy tôn ông là Thái Tổ Gia Dụ Hoàng đế. Hoàng đế Quang Trung. Quang Trung Nguyễn Huệ sinh năm 1753 và mất năm 1792 là vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn. Ông cùng hai người anh là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ là con của Nguyễn Phi Phúc, một người chuyên nghề buôn trầu và làm ăn phát đạt. Năm 1771, lấy lý do chống lại sự áp bức của quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ cất binh khởi nghĩa, xây dựng căn cứ chống chính quyền chúa Nguyễn tại Tây Sơn. Nguyễn Huệ đã chứng tỏ được tài quân sự xuất chúng của mình trong cuộc chiến này, giúp quân Tây Sơn đánh bại chúa Nguyễn đầu những năm 1780. Dưới danh nghĩa là Phù Lê Diệt Trịnh, quân của Nguyễn Huệ cũng tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn họ Trịnh, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam. Sau các thất bại lớn thì Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm dẫn đến trận Rạch Gầm - Xoài Mút đầu năm 1785. Đây là một trận đánh lớn trên sông giữa liên quân Xiêm, Nguyễn và quân Tây Sơn tại khúc sông Rạch Gầm - Xoài Mút, tức là Tiền Giang, với kết quả toàn thắng thuộc về quân Tây Sơn. Sau khi Lê Chiêu Thống cộng rắn cắn gà nhà đưa quân Thanh về cướp nước, ngày 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và ngay hôm sau thực hiện một cuộc hành quân thần tốc ra miền Bắc để đánh quân Thanh. Quân Tây Sơn tiến như vũ bão và đánh bại kẻ thù trong trận quyết chiến ở Ngọc Hồi Đống Đa vào đầu xuân Kỷ Dậu 1789. Sau khi đẩy lùi quân xâm lược phương Bắc, hoàng đế Quang Trung dốc sức cho cuộc chiến cuối cùng với Nguyễn Ánh để thống nhất đất nước. Kế hoạch này đã không bao giờ được hoàn thành do ông đột ngột qua đời năm 1792 ở tuổi 40. Sau cái chết của hoàng đế Quang Trung, nhà Tây Sơn suy yếu và nhanh chóng sụp đổ. Chưa từng biết đến thất bại trên chiến trận, hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ được ghi nhận là một trong những nhà quân sự lỗi lạc nhất của lịch sử Việt Nam. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.